Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một cái cây cầu xăng điện. Tại sao là gọi là cầu xăng điện? Bởi vì nó có thể sử dụng cùng một lúc động cơ điện và động cơ xăng. Nếu như ta không chạy động cơ xăng thì chuyển qua sử dụng động và kết nối của nó thì cũng rất là đơn giản thôi. Thì đối với cái cầu điện thì nó đã lắp động cơ sẵn lên như thế này. Còn với cái cầu xăng thì nó có kết nối qua một bộ phận gọi là trục các đăng đây. Và để ngắt của cái này thì sử dụng một bộ dây và tay số ngắt chuyển động, chuyển sang dùng xăng hoặc dùng điện. Đấy. Thì qua một bộ cần số. Dòng này thì dùng cũng rất là hay. Đối với những cái xe chạy xăng thì chỉ cần lắp thêm một cái động cơ này nữa là có thể hoàn toàn yên tâm chạy những cái quãng đường ngắn, là khắc phục được tiết kiệm nhiên liệu. Và cái cầu này thì thực sự cái cầu này nó rất là khỏe. Sức chịu đựng của cái cầu này có thể chở được khoảng 1 tấn là bình thường, không vấn đề gì cả. Cầu thì sử dụng phanh cơ và chiều dài cây cầu này là mình sẽ ghi thông số ở phía dưới phần mô tả sản phẩm, phía dưới video cho chính xác. Đây các bạn có thể theo dõi chi tiết. Đối với cái dòng động cơ này thì nó vẫn sử dụng những cái động cơ nhỏ thôi. Và max của cái động cơ này là 1500W. Đấy. Động cơ được kết nối rất là đơn giản. Tháo động cơ đây ra. Động cơ đây vẫn là động cơ dòng này thôi. Dòng này động cơ tối đa của nó là 1500W. Con này là 16 răng. Những cái bạn nào đã có động cầu điện rồi thì có thể chỉ cần mua thêm cây cầu và không cần mua thêm động cơ. Còn những bạn nào mà có máy xăng rồi thì phải mua cả cây cầu này. Và động cơ điện mình có thể mua sau hoặc là mua trước cũng được. Cầu này thì vẫn sử dụng loại 4 ốc bình thường. Ốc của nó là vuông 7 và chéo 10. Đường kính của nó là đường kính 160 và 180, có hai loại. Mọi thắc mắc về sản phẩm thì xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0983 818 955. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu thấy hay thì hãy nhấn nút like, đăng ký kênh và chia sẻ cho mọi người khác cùng xem. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Kênh video của mình thì chuyên cung cấp về các dòng phụ tùng độ chế xe 3-4 bánh, máy xăng và máy điện. Tất cả đều có. Đây chỉ là một phần của cái sản phẩm về phía cầu sau. Còn tất cả dòng cầu chống nghe, giảm sóc và điện đóm mình đều có đầy đủ. Các bạn cần loại nào thì cứ liên hệ để mình báo giá và tư vấn cụ thể. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Báo giá và tư vấn cụ thể. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.